tuổi canh Tý, sinh năm 1960, bước sang tháng tư âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo. Làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn được nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, mình được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi canh tí, sinh năm 1960, được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các tròm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chỉ ra rằng trong tháng 4 âm lịch năm quý mạo tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi canh tí hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi canh tí cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé Tổng quan tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 là tuổi con chuột thuộc mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ, nghĩa là đất trên vách. Xem tử vi tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 thấy rằng: Vận trình trong tháng mới của người tuổi Canh Tý chưa có nhiều bước đột phá rõ ràng so với tháng trước, bản mệnh có những thời cơ thuận lợi để phát triển, song lại chưa thật sự quyết đoán để nắm bắt cơ hội, nên thường để lỡ mất thời cơ trong tháng có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng xuất hiện, đây là cát tinh mang tới cho những chú chuột sự thông minh, sáng suốt, rất có lợi cho sự nghiệp của bạn, khối lượng công việc có tăng lên, bận rộn hơn hẳn, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần bản mệnh có tinh thần cầu tiến, cần mẫn trong công việc, và đặc biệt là có sự dứt khoát hơn, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Tuy nhiên, tháng này cũng có hung tinh thiên hình ẩn tàng, con giáp này có điểm tiểu nhân quấy phá, cản trở bước đi của bạn. Bản mệnh cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất chắc. Về phương diện tài lộc, trong tháng mới này có tiểu hao rình dập dù ảnh hưởng không quá lớn, nhưng bản mệnh tuổi canh tí cũng nên giữ túi tiền của mình cho cẩn thận, đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì chuyện tình cảm. Ngoài ra, bản mệnh tuổi canh tí cũng cần đặc biệt thận trọng với những người ngỏ lời vay mượn về tiền của bạn, nhằm mục đích không chính đáng, kẻo tiền chỉ đi mà không có đường quay trở lại. Về chuyện tình cảm, dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn, có điều tình cảm vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt, bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Người độc thân nên tăng cường giao lưu kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Sức khỏe của người tuổi canh tí, sinh năm 1960 trong tháng này cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể, ngoài áp lực về công việc khiến cơ thể suy nhược, Thói quen sinh hoạt chưa khoa học cũng ảnh hưởng xấu đến thể chất, ngoài ra cần đề phòng tai nạn, thương tật bất ngờ do thiên hình gây ra. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho người tuổi canh tí, sinh năm 1960, trong tháng 4 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, sẽ giúp cho quý cô bác tuổi canh tí biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không. Xin mời quý cô bác cùng theo dõi về mặt sự nghiệp bước sang tháng tư âm lịch năm Quý Mão 2023 về phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có nhiều dấu hiệu thuận lợi tháng 4 âm lịch này người tuổi Canh Tý gặp được nhiều cơ hội thăng tiến điều quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời hay không hay cứ chần chừ do dự khiến cơ hội quý giá trôi qua một cách đáng tiếc trong tháng đang có được nguyệt lệnh lâm quan đới trợ lực mạnh mẽ, con đường công danh sự nghiệp của những chú chuột trong tháng này đang rất rộng mở, tinh thần làm việc hăng say, kết hợp với sự thông minh, nhiều sáng kiến, con giáp này đưa ra những ý tưởng sáng tạo, rất hữu ích. Nếu có thể, biến những ý tưởng trong đầu thành một kế hoạch cụ thể hơn, bạn có thể đạt được những thành công rất bất ngờ, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt. Đặc biệt Lâm Quan vốn là cắt tinh giúp giải quyết rắc rối và mở ra đường thành công, nhưng là đối với những ai biết khiêm nhường và cầu tiến. Nếu bạn cứ giữ thái độ khoe khoang tự phụ, hành động theo cảm tính sẽ rất dễ phản tác dụng. Việc bạn cần làm là tránh hành sự cứng nhắc, việc gì cũng nên bàn bạc cụ thể với đồng nghiệp, chớ nên ôm mọi thứ vào thân kẻo áp lực cao mà kết quả thu về chưa chắc đã mãn nguyện. Ngoài ra, tháng này mệnh chủ sẽ thấy khối lượng công việc có tăng lên, bận rộn hơn hẳn, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần bạn có tinh thần cầu tiến, cần mẫn trong công việc, và đặc biệt là có sự dứt khoát hơn, tỷ kiên sẽ giúp mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Trong tháng tư âm lịch này cũng có hung tinh thiên hình ẩn tàng, bên cạnh những may mắn trên, thì bản mệnh tuổi canh tí cần lưu ý, luôn có tiểu nhân ở bên rình rập bạn cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất chắc, tránh để tiểu nhân nắm được sơ hở trong tay trước khi tiến hành bất cứ công việc gì, cũng nên có những bước đi thăm dò, rồi mới triển khai, hãy làm mọi việc từ nhỏ đến lớn, từ dễ tới khó, học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm của nhiều người đi trước, để hạn chế tối đa những rủi ro. Về mặt tài vận, bước sang tháng tư âm lịch, năm quý mão 2023. Xem tử vi cho thấy, về phương diện tài lộc có thể nói, đây là một tháng hung nhiều hơn cát, với người tuổi canh tí, sinh năm 1960, bản mệnh bị hung tinh tiểu hao rình rập dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng bạn cũng nên giữ túi tiền cho cẩn thận, để phòng mất cắp hoặc bị lừa lọc. Trong tháng này, người tuổi canh tí nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh, hay thậm chí vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt, hay những lứa hẹn lời lãi cao chót vót, bởi có thể phía sau đó là cả một âm mưu xấu xa đang được bày ra, nhằm chiếm đoạt tiền bạc trong tay bạn. Ngoài ra, người tuổi canh tí, đặc biệt thận trọng với những người ngỏ lời vay mượn về tiền bạc của bạn, nhằm mục đích không chính đáng, kẻo tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về, còn khiến tình cảm sứt mẻ. Thói quen mua sắm theo sở thích hay để xả stress cũng cần được hạn chế trong tháng này. Nếu tiếp tục duy trì thói quen sống đó, bạn khó mà kiểm soát được tài chính của mình, khiến túi tiền ngày càng vơi dần. Xem phim tinh tháng. Trong tháng này có lục bạch chủ tài lộc ngụ tại phương chính nam. Bạn chớ nên để quá nhiều đồ đạc ở vị trí này trong ngôi nhà, văn phòng mà cần dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Nếu không dễ gặp họa phá tài, tổn thất nghiêm trọng về tiền bạc. Về phương diện tình cảm. Bước sang tháng Tư âm lịch, năm Quý Mão 2023, nhìn chung vận trình tình cảm của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, về cơ bản chuyện tình cảm duy trì ở mức bình ổn, không xuất hiện biến cố nào quá lớn, hay nói đúng hơn là mọi thứ diễn ra đều đều chưa có dấu hiệu thăng hoa nào. Tuy nhiên, một vài thay đổi khá bất ngờ trong tháng sẽ khiến bản mệnh cảm thấy hoang mang, thậm chí mâu thuẫn một khi xảy ra, nếu không được giải quyết dứt điểm tận gốc, đôi bên sẽ thường xuyên nảy sinh xung đột giận hờn. Đặc biệt tình cảm vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt, cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Người độc thân nên tăng cường giao lưu kết bạn, mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. Để kích hoạt đào hoa, cũng như thúc đẩy chuyện tình cảm ngày càng tốt đẹp, có thể hóa giải mâu thuẫn đôi bên. Tháng này người tuổi canh tí, sinh năm 1960, nên chú ý bố trí phong thủy hợp lý. Ở nơi có sao nhất bạch chủ đạo hoa xuất hiện, chính là hướng đông nam của ngôi nhà, của phòng ngủ, hay phòng làm việc. Ở phương vị đông nam này, bạn nên dọn dẹp sạch sẽ, có thể bài trí thêm bình hoa tươi, chậu cây cảnh xanh tốt sẽ trợ lực tốt cho các mối quan hệ thúc vượng nhân duyên, tốt cả cho tình cảm lứa đôi lẫn quan hệ xã giao trong công việc. Người đã lập gia đình có thể đặt hồ lô phong thủy bằng đồng tại vị trí này, vừa thúc vừa đào hoa, có lợi cho hôn nhân, vừa nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn, giúp cho hôn nhân và gia đình luôn được hòa hợp. Về mặt sức khỏe, về phương diện sức khỏe của người tuổi canh tí, sinh năm 1960, trong tháng tư âm lịch này, lại cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Ngoài áp lực về công việc khiến cơ thể suy nhược, thói quen sinh hoạt chưa khoa học cũng ảnh hưởng xấu đến thể chất, do đó bạn cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều độ, đừng vì mải mê công việc hoặc nghĩ ngợi quá nhiều, khiến cơ thể suy nhược, ốm yếu. Ngoài ra, thời điểm này là tiết lập hạ, trời bắt đầu nóng lên, cơ thể tuổi canh tí, sinh năm 1960, cũng đang bị ảnh hưởng bởi nội nhiệt, có thể dẫn đến các bệnh về tim, gan, dễ đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, đầy bụng. Tháng này, có sự xuất hiện thiên hình hung tinh, còn cảnh báo cho người tuổi canh tí về những nguy cơ có thể gặp phải, do bệnh tật, hay tai nạn bất ngờ. Cựu tử nhập cung chính đông, ở phương vị này trong nhà, nên dọn dẹp sạch sẽ, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh nhé. Vâng, quý cô bác kinh mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi hết video. Kính chúc quý cô bác đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.